Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hàng chục năm nay, một số hộ dân và doanh nghiệp tư nhân đã tự ý san gạt xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất công thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến. Các hộ dân đã biến nơi đây thành bãi chứa vật liệu xây dựng, khu buôn bán cây xanh, cây công trình, khiến cho bộ mặt cảnh quan của thành phố trở nên nhếch nhác. Đó là những gì đang tồn tại tại Khu Đại học Phố Hiến, đóng trên địa bàn phường An Tảo, một trong những phường trọng điểm của thành phố Hưng Yên. Năm 2002, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp làng nghề An Tảo với tổng diện tích gần 13 ha. Mục đích nhằm khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên. Gần 10 năm không khai thác hiệu quả, năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thu hồi đất khu công nghiệp làng nghề An Tảo bàn giao cho Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến quản lý. Do chưa thu hút được đầu tư nên từ năm 2010 đến nay, một số hộ kinh doanh và công ty trách nhiệm hữu hạn đã lợi dụng để chiếm dụng nhằm mục đích kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho cá nhân. Đến nay đã có 7 hộ dân đã chiếm dụng khoảng 6 hectare. Hộ chiếm dụng nhiều nhất lên tới gần 30.000 m². Không những tập kết vật liệu xây dựng, cây xanh mà các hộ này còn xây dựng lều lán để ở, trông coi. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến đã nhiều lần lập biên bản các hộ vi phạm. Nếu các hộ gia đình mà không di chuyển cây cối cũng như các vật liệu xây dựng tập kết ở tại khu Đại học Phố Hiến trên địa bàn phường An Tảo, thì Ủy ban phường An Tảo cũng sẽ phối hợp với các phòng ban thành phố để ra quyết định xử phạt hành chính và cũng như là cưỡng chế để buộc để lấy bàn vào sạch trả lại khu đại học của. Việc chiếm dụng xây dựng lều lán chưa được chính quyền địa phương giải quyết triệt để mà các hộ này còn chiếm dụng cả vỉa hè dọc đường Lê Văn Lương, gây nhếch nhác, mất mỹ quan trên địa bàn phường nói riêng và thành phố Hưng Yên nói chung. Về vấn đề này, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cũng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường An Tảo phải có hình thức xử lý vi phạm đối với các hộ trên và có kế hoạch trước ngày 15 tháng 7. Khi phát hiện các sai phạm thì ban bao giờ cũng phối hợp xuống đấy xử lý, có những cái chỗ để nhắc nhở thì bọn thôi ngay là xuống, như đổ đất thì là bọn anh xuống làm việc luôn, thôi ngay. Hoặc là những cái vi phạm này bọn anh đều có biên bản này, thống nhất rồi thông báo. Theo quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên đất, việc sử dụng đất sai mục đích làm biến dạng đất sẽ chịu hình thức xử phạt, buộc phục hồi nguyên trạng đất. Song thực tế, địa phương mới chỉ lập biên bản mà chưa buộc khôi phục hiện trạng đất như ban đầu. Chính vì vậy, việc xử phạt không mang tính răn đe, tạo ra những tiền lệ xấu. Đề nghị Ban Quản lý Khu Đại học Phú Hiến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và Ủy ban Nhân dân phường An Tảo phối hợp sớm có giải pháp giải tỏa các vi phạm trên, nhằm lập lại trật tự đô thị, trả lại cảnh quan cho thành phố, ổn định công tác quản lý đất đai. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.